Khi mà chúng ta chưa có gì ấy, công việc này, năng lực này, tiền bạc này, và đương nhiên chúng ta thế hệ của những người trẻ cô đơn. Bất kể khi nào bạn cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, hãy quay về đây, tại vì Sun sẽ luôn ở đây với các bạn. Feel like falling deeper, cold and ice, 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 저던 내 사랑이시고 기대만 하는 것도 난 힘들어. Mình đã nghĩ đến những giây phút được ngồi piano này, đệm những ca khúc của Adele, của Taylor Swift, rồi hát, rồi chill chill. Nhưng mà đến bây giờ thì mình vẫn chưa làm được các bạn. Khi mà sau cả một năm nhìn lại, chắc hẳn là các bạn cũng sẽ có những cái cảm giác hơi hụt hẫng một chút, hoặc là hơi nuối tiếc vì những mục tiêu mà chúng ta chưa làm được trong năm vừa rồi, đúng không nào? Và đương nhiên, chúng ta thế hệ của những người trẻ cô đơn. Nếu như có một điều gì đấy mà mình muốn nói với chính bản thân mình ở những năm 20, 22 tuổi thì đấy chính là: mày đừng quá nặng nề với những điều tồi tệ đang xảy ra trong cuộc sống. Đừng quá làm lớn chuyện. Có quá nhiều thứ chúng ta muốn làm nhưng mà chưa làm được. Có những mối quan hệ mất đi, có những cơ hội, những công việc bị mất đi. Những cảm xúc dần về cuối năm thì nó thường như thế, hơi nhạy cảm một chút. Nhưng mà Sun mong rằng chúng ta đừng quá nặng nề với những điều xảy ra không theo ý muốn. Nếu như có thể chia sẻ được với một ai đấy thì rất là tuyệt vời, nhưng mà Sun nghĩ rằng sẽ có những người không thể nào chia sẻ với ai cả. Đôi khi chúng ta có thể quên hết tất cả mọi thứ và chỉ đơn giản là hòa mình vào âm nhạc thôi. Nếu như các bạn thích một loại nhạc cụ nào đấy, các bạn có thể học. Ở đây thì Sun có piano, Sun có guitar. Nhiều khi chúng ta chỉ cần nghĩ đơn giản: buồn, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, nghe nhạc, ăn một cái gì đấy, và ngày mai chúng ta lại bắt đầu tiếp tục cuộc sống mới. Mình đang chuẩn bị để quay video mới các bạn. Outfit ok không? Mình mặc một chiếc váy đơn giản thôi, màu trắng, và cardigan. Tại vì có khá là nhiều bạn thích săn mặc đồ mùa đông lên video, tại vì là chỗ các bạn đang sang mùa đông rồi. Thật ra thì mình sống ở Sài Gòn, thành ra là nắng quanh năm. Bây giờ trời vẫn đang nắng, mặc cái này khá nóng, nhưng mà Sun sẽ bật điều hòa lên để quay video. Sun rất là chiều các bạn. Mình nghĩ rằng là một trong số những điều khiến cuộc sống của mình trở nên cân bằng và thoải mái đấy chính là mình chăm chỉ làm việc các bạn. Nghe nó hơi nghịch lý một chút đúng không? Nhiều bạn nghĩ rằng là không làm việc thì mới là cân bằng, nhưng mà Sun thì hoàn toàn khác. Nếu như mà mình không có công việc trong nhiều ngày thì mình sẽ rất là chán và rất là stress. Đấy là sự thật. Nếu như mà mình nghỉ ngơi quá lâu mà mình không có làm gì ấy, mình sẽ không có cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như thường ngày các bạn. Tại vì là mình rất là yêu thích làm việc, mình yêu thích công việc mà mình đang làm. Sao nghĩ rằng là mình sẽ chỉ cảm thấy khó chịu khi bị bắt ép làm một việc mà mình không thích. Mình cảm giác là cái việc mà mình chăm chỉ, rồi là mình có thể kiếm ra tiền từ sức lao động, thì nó thực sự nâng cấp cuộc sống của mình lên rất là nhiều. Tiền cũng là một trong những thứ khiến mình trở nên thoải mái hơn. Tiền giúp mình có thể mua sắm mọi thứ mà mình cảm thấy là phù hợp, giúp mình có thể trải nghiệm đi du lịch hay là tặng những món quà cho bạn bè, cho người thân, giúp mình có thể có một số tiền để mình từ thiện, để mình dành tặng và giúp đỡ người khác. Vậy nên là bản thân mình luôn tự nhủ rằng phải chăm chỉ, phải làm việc, phải cố gắng và phải trân trọng tất cả những gì mình đang có. Khi mà chúng ta chưa có gì ấy, công việc này, năng lực này, tiền bạc này, mọi thứ nó bấp bênh, thì đấy là lúc mà chúng ta càng phải chăm chỉ hơn đấy các bạn. Càng phải nỗ lực và chăm chỉ hơn. Và đến một ngày nào đấy, có thể là vài năm sau, thì lúc đấy chúng ta nhìn lại, chắc chắn là cuộc sống của chúng ta đã thay đổi hơn rất là nhiều các bạn. Mình vừa nhận được một hộp quà rất là đẹp, mình muốn khoe các bạn. Ngày hôm nay thì Sun nhận được quà từ Yvette Rocher và Lanay. Thật sự thì mình cũng rất là cảm ơn tất cả những brand đã gửi tặng quà cho Sun. Đặc biệt đây có lẽ là hộp quà mình cảm thấy là nó vô cùng cầu kỳ và nó vô cùng chỉnh chu luôn đấy các bạn. Tên của Sun ở trên này
đó. Mở ra thì ở đây có một chiếc bức thư hoa tươi và sản phẩm của họ. Đấy, mình sẽ mở cái này ra. Wow. Đương nhiên nếu như mà Sun không phải là một content creator thì chắc là Sun sẽ không được nhận những món quà như thế này. Nên là Sun rất là cảm ơn tất cả những sự ủng hộ của tất cả các bạn. Nếu như các bạn cũng muốn trở thành một YouTuber, một content creator giống như Sun chẳng hạn, hãy bắt đầu ngày hôm nay và hãy thật sự chăm chỉ. Sun đã từng buổi ngày thì đi làm ở công ty, buổi đêm thì thức khuya để có thể edit video, quay video. Với mỗi lựa chọn trong cuộc sống ấy đều có cái giá phải trả các bạn. Giá trị cho sự chăm chỉ, giá trị cho sự nỗ lực thì các bạn sẽ nhận được lại như vậy. Thành ra đôi khi muốn cuộc sống thoải mái hơn không phải là chúng ta nghỉ ngơi nhiều hơn hay là chúng ta dễ dãi với bản thân nhiều hơn, mà là đưa bản thân mình về một quy củ, chăm chỉ và những cơ hội sẽ đến với các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem đến cuối video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.널 만나기 전 누군가를 위해 노래한 적 없어. 길어지는 대화 속 정신 못 차린 입이 웃고 있어. 모두 말한 내게 꿈들에 분명 실망할 테니 수빈 무의미해 네 매력은 또 변화구를 던져. 가슴 그 누구보다 눈이 참 예뻐. Yeah you 그 누구보다 사랑스러워. Yeah you 찾아 헤매이던 내 반쪽. I feel so free. Oh my sweet baby. 뭐 이제 Sun đã không còn ngại show một chiếc trán rất là sân bay của mình cho các bạn. Nhưng mà thật ra thì Sun cảm thấy rằng khi mà mình bắt đầu chấp nhận những thứ thuộc về chính mình ấy, thì mình sẽ cảm thấy cuộc sống nó thoải mái hơn rất là nhiều các bạn. Đương nhiên là mình là một cô gái, mình vẫn yêu thích việc làm đẹp chắc chắn rồi. Nhưng mà thay vì cố gắng trở nên đẹp để có thể vừa lòng ai đấy hay là để có thể phù hợp với những tiêu chuẩn của xã hội, thì bây giờ mình làm đẹp vì mình thích. Mình enjoy cái cảm giác mà mình xinh đẹp hơn mỗi ngày, thay vì phải cố gắng để trở nên hoàn hảo. Sun rất là mong rằng các bạn không bị quá áp lực về việc xinh đẹp hay là về ngoại hình của chính bản thân mình. Và kể cả khi các bạn không được nhiều người yêu quý và nhiều người theo đuổi, vì ngoại hình của chúng ta không phải là người nổi bật nhất, thì các bạn hãy nhớ rằng là chúng ta cần chất lượng, chúng ta không cần số lượng. Đây là một loại serum nằm trong dòng sản phẩm Eskin Serum Power 10 Formula. Về các sản phẩm của Eskin thì họ kết hợp với cả các bác sĩ ở Đại học Seoul để có thể nghiên cứu và tìm ra những giải pháp về làn da. Các sản phẩm của họ thì có chi phí khá là rẻ, rất là phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Ngoài ra thì sản phẩm của họ không chứa paraben hay là dầu khoáng gây hại cho da. Thương hiệu Eskin thì Sun đã sử dụng một vài sản phẩm của họ rồi trong dòng serum. Trong dòng 10 em serum này thì mỗi em sẽ có những công dụng khác nhau, như là làm sáng da này, cấp ẩm này. Còn riêng em này thì giúp cải thiện nếp nhăn, hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa và nám sạm da. Kết cấu của em nó sẽ không quá loãng, không quá đặc nha các bạn. Trong sản phẩm này thì có chứa thành phần adenosine là giúp cải thiện nếp nhăn và tăng độ đàn hồi cho làn da. Trên tay Sun là một sản phẩm kem dưỡng collagen của Eskin. Theo thông tin mà Sun có về em này thì có chứa đến 20% marine collagen là sợi đàn hồi trong cơ thể để hỗ trợ cấu trúc da, sẽ làm tăng sức mạnh giữ nước của làn da, giữ độ đàn hồi cho da. Em này còn có chiết xuất từ thảo mộc hoa sen tuyết giúp cho làn da mịn màng hơn. Ngoài ra thì em kem dưỡng này còn có chiết xuất từ mạch nha và bearberry, một loại quả chứa nhiều axit amin giúp giữ cho kết cấu của làn da chặt chẽ. Sun nghĩ rằng là em serum này và em kem dưỡng này của Eskin thì cũng có một cái chi phí rất là hợp lý. Nếu như các bạn đang muốn tìm kiếm một số những sản phẩm dưỡng ẩm và cải thiện nếp nhăn cho làn da, Sun sẽ để link ở dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo nhé. Thật ra thì việc trồng thêm những chiếc cây xanh như thế này trong phòng ấy, nó sẽ khiến các bạn có cảm giác thoải mái hơn. Thật sự đấy. Mình mới nhận được một hộp quà rất là xinh. Đây là sổ tay các bạn ạ. Cùng nhau mở ra nhé. Đây là một cuốn sổ còng có thêm ruột ở bên trong. Nếu như các bạn theo dõi Sun từ lâu thì chắc các bạn cũng biết là mình không thể nào sống thiếu những cuốn sổ tay được các bạn. Cho đến bây giờ cũng vậy.
Mặc dù là Sun cũng có khá nhiều các thiết bị công nghệ khác nhau, nhưng mà với mình sổ tay vẫn là thứ mà mình không thể nào sống thiếu được. Sun nghĩ đây cũng là một sản phẩm khá là dễ thương đến từ Bettino. Bettino. À, bình thường thì mình có thói quen viết nhật ký, và đương nhiên là lên plan cùng với sổ tay luôn. Nhật ký sẽ là một cuốn sổ riêng và lên plan sẽ là cuốn sổ riêng, nên là mình có rất là nhiều những cuốn sổ trên bàn của mình. Các bạn có mong chờ một video bullet journal không? Đã lâu lắm rồi mình không có làm. Nhưng mà nếu các bạn muốn thì Sun có thể làm một video bullet journal lên kế hoạch plan with me cho năm 2022. Hãy comment phía dưới cho Sun biết nha. Đối với mỗi cuốn sổ ấy, thì nó sẽ là một kỷ niệm của riêng mình. Có những cuốn sổ đã được viết rất là lâu rồi và nó đã hết rồi, mình lại chuyển sang một cuốn mới và cứ tiếp tục như thế. Và mình học được một điều rất là hay từ khi mà mình viết lách ấy, đấy chính là mọi thứ nó đã qua rồi thì hãy cho nó đi qua đi, tại vì chúng ta không thể nào mà cứ lật lại những trang cũ và viết đè lên được. Chúng ta phải đến những trang mới, những trang giấy trắng để chúng ta tiếp tục viết tiếp cuộc đời của mình. Giống như là cuộc đời của chúng ta có rất là nhiều chương vậy, và những cái chương nó đã qua rồi thì chúng ta cứ để nó qua thôi, just move on, chỉ là bước tiếp đi thôi. Thậm chí là đến cuốn sổ tay khi mà viết hết, chúng ta vẫn phải dở sang một trang mới. Vậy thì khi mà một ngày chúng ta kết thúc rồi, chúng ta phải bước sang một ngày mới và sống tiếp một ngày mới mà nó hoàn toàn trắng tinh, nó không có gì liên quan đến ngày cũ cả các bạn. Cho dù ngày hôm qua của các bạn có như thế nào, có là ngày tồi tệ nhất hay là ngày tuyệt vời nhất đi chăng nữa, thì ngày mai vẫn là một ngày trắng tinh, một ngày để chúng ta viết tiếp những cuộc sống của riêng mình các bạn. Đấy là điều mà Sun cảm thấy là nếu như bạn cũng là một người sử dụng sổ tay thì có thể các bạn cũng sẽ nhận ra được cái cảm giác này. Nếu như chúng ta thực sự học được cách tập trung sống ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ không quá bị stress vì những thứ đã xảy ra, và cũng không quá lo lắng đến tương lai quá nhiều. Đôi khi những thứ mà khiến chúng ta đau khổ và mệt mỏi và không thể cân bằng được là tại vì chúng ta khao khát quá nhiều ở tương lai, chúng ta mong muốn quá nhiều ở tương lai và mệt mỏi quá nhiều vì những lỗi lầm và những thứ mà chúng ta chưa làm được trong quá khứ. Sun thật sự rất là mong muốn rằng mình có thể tạo ra được những cuốn sổ như thế này để nó có thể thay thế Sun làm bạn với các bạn trong cuộc sống hàng ngày. Không biết liệu rằng nếu như Sun ra mắt một dòng sổ của riêng mình thì các bạn có ủng hộ hay không? Và ngày hôm nay thì Sun đã cùng chia sẻ với các bạn một số những điều mà đã giúp cho mình có thể bớt stress, sống một cách cân bằng hơn, hạnh phúc hơn từ bên trong. Và Sun rất là mong những điều này có ý nghĩa với tất cả các bạn. Bất kể khi nào bạn cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, hãy quay về đây, tại vì Sun sẽ luôn ở đây với các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đừng quên nhấn nút đỏ và nút chuông, đăng ký kênh để chờ đón những video tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Should I stay?